kìa, đầu kìa. Không có đầu thật. Ôi rồi cá gì vậy? Xuất hiện cá không đầu sống trong ao khiến người dân hiếu kỳ đến xem và sự thật bất ngờ đằng sau. Mới đây, cộng đồng mạng cùng rất nhiều người dân đã không khỏi hiếu kỳ trước cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một con cá hoàn toàn không có đầu đang chậm rãi bơi trên mặt nước. Nhiều người nhìn qua cho rằng con cá đã quy tiên và chỉ đang được dòng nước đẩy đi thôi. Thế nhưng khi nhìn kỹ, mọi người có thể thấy rõ được phần vây và phần đuôi của con cá vẫn phe phẩy nhẹ nhàng để rẽ hướng và tiến về phía trước như ba con cá bình thường khác. Không có đầu thật. Ôi rồi cá gì vậy? Nhưng mà nhìn tận từ hai con mắt này con nhỉ? Tuy nhiên, không ít người vẫn không tin được chuyện con cá không đầu còn sống, dù đã tận mắt chứng kiến hiện tượng vô cùng bí ẩn này. Mặc dù được xem là hiện tượng lạ đối với những người dân sống xung quanh hồ, nhưng nhiều người nuôi cá cảnh lại cho rằng rất có thể con cá này đã bị nấm, một căn bệnh như bệnh hủi phong ở người ngày xưa, dễ bắt gặp ở những loài cá nước ngọt. Loại nấm này có khả năng ăn dần ăn mòn đến khi ăn cả con cá và chỉ còn trơ lại mỗi bộ xương. Một số chia sẻ khác được mọi người để lại: con cá này bị nấm ăn thôi, ngày xưa ao nhà mình gần bị hết, có con bị trơ xương đuôi như zombie, vì vậy nước ngoài họ không ăn cá nước ngọt là vì sợ lây bệnh. Cá nước mặn chắc ít bị vì nó tắm nước muối để sát trùng da mỗi ngày. Con này chắc là cá Malai, cái đầu nó đi rút ruột mấy con cá khác rồi, sáng mai mới về. Đến mai lại có bà bảo lập đền thờ của cá cho mà xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.